Chào các bạn, chúng ta tiếp tục giải nứt số 2, khối 7 vòng 13. Các em nhớ là thầy đã lên lịch mở vòng, mở khóa V73 rồi các em nhé. Khóa V73 để luyện cấp huyện, cấp tỉnh. Các em nhớ theo dõi trang web thầy và đăng ký ngay đi. Rất nhiều bạn đã đăng ký rồi. Ai đã học V71, V72 là đều đăng ký V73 hết ha. Khóa này thầy làm rất kỹ, rất lâu bởi vì nó là quan trọng. Và không thể làm nhanh, làm vội được. Cái này ở nít trước thầy giải rồi. Các em quay lại nít đó coi. X bằng trừ 4. Cái này thì bấm mấy thôi. 1 phần 2 trừ 8 là bằng trừ 7,5. Hai mũ 6 chia 2 mũ 2 là thành 2 mũ 4. 2 mũ 4 chia tiếp cho 4 thì bằng 64. Xin lỗi, 2 mũ 4 chia 4 thì được 4 nhé. 1 phần 4 trừ 2 phần 3 trừ 5 phần 12 các em. Dễ quá nhỉ. Bài này thì nó rơi vào khóa V71. Hai cái trị đối này đều lớn hơn hoặc bé nhất là bằng 0. Mà mong muốn cộng lại bằng 0 thì từng cái này phải bằng 0 các em nhé. Như vậy là giá trị đối của x trừ 1 là phải bằng 0 này. Từ đây ta suy ra x bằng 1. Tiếp tục là giá trị tuyệt đối của x trừ y cộng 5 lại phải bằng 0 tiếp. Thì từ đây các em suy ra là x trừ y cộng 5 phải bằng 0. Mà x bây giờ là bằng 1 rồi. Vậy thầy thay chữ x này bằng số 1. Như vậy là 1 trừ y là phải bằng trừ 5. Trừ 5 cộng 5 mới bằng 0. Giờ y phải bằng 6. Câu hỏi số 6, bấm máy thôi. Học quy đồng luôn. 2 x 3 là 6. 6 trừ 5 là 1 phần 16. Câu 7. X bằng trừ 8, y bằng 4 nhưng trừ 8 thì nó bằng trừ 32. Trời ơi, hỏi như hỏi 6 vậy. X thì bằng 5 nhưng trừ 2 chia 1 là bằng trừ 10. Câu 9. Thay vô đây, trừ 2 x 1 là trừ 2, trừ 7 sẽ thành trừ 9. Dễ quá trời. Dễ quá các em. Chắc là bài khó nó dồn qua vào bài thi số 2, số 3. À. Tôi ghét cái 12 con giáp này nhất. Cho mình kho báu rồi đỡ. Con rắn. Rồi. Bài này A là 9 phần, B là 4 phần, rồi B lại là 5 phần khi so với C. Lúc đó C chiếm 3 phần. Giờ bắt cầu hai bên. Ở công thức thứ nhất, hai cái này bằng nhau, thầy nhân hai bên với 1 phần 5. Vậy A phần 9 nhân 1 phần 5 là thành 45 này. Này thành 20 này. Ở công thức thứ hai thì hai bên thầy nhân với 1 phần 4. B phần 5 nhân 1 phần 4 là ở dưới thành 20. Này nhân 1 phần 4 là dưới thành 12. Rồi bắt cầu được rồi. Bắt cầu là ba cái này bằng nhau. A phần 45 bằng B phần 20 bằng C phần 12. Thầy đặt đại là bằng K đi. Như vậy bây giờ A trừ B. A trừ B trên B trừ C. Giờ nó sẽ đổi thay. A nó đổi thành 45 phần, 45K. Trừ B là 20 phần. Ở dưới là B là 20 phần. Trừ C là bằng 12 phần. Như vậy là 45 phần trừ 20 phần là 25 phần. Ở dưới 20 phần trừ cho 12 phần là thành 8 phần. Rút gọn K.
Vậy ta còn lại 25 phần 8. 25 phần 8. Con khỉ. Bài này ở nick trước thầy đã giải rồi, nhưng mà không nhớ đáp án. Không nhớ đáp án nổi. Giờ thầy làm lại nhanh. Hình như là bằng 48. Hình như 48 ấy. X bằng 6, Y bằng 8. Đúng rồi, X bằng 6, Y bằng 8. Các em quay lại nick số 1 coi nha. 6 trừ 8 là thành trừ 2. Rồi, trừ 2 phần 1. Không, x bằng 8, y bằng 6. 8 trừ 6 là thành 2 phần 1 nè. 8 cộng 6 là 14 phần 7 nè. 8 x 6 là 48 phần 24. Đúng luôn. 48 phần 24 bằng 2, 14 phần 7 bằng 2, 2 phần 1, 2. Vậy là 48 nghe. Fx nó tính ra thôi, kem tính ra thôi. Giờ tôi lấy... lấy máy tính để tính nha. F của trừ 2 rồi F của trừ 1, F của 0. Tính ba cái này ra. Dùng chức năng tính toán trên máy á. F trừ 1, F 0. Tính nè. 3x trừ 1 phần 4. Nhập đi. Nhập x bằng âm 2. Ra âm 25 phần 4 kìa. Âm 25 phần 4 là âm 6, 7, 25. Nhập x bằng trừ 1 ra. Nó ra âm 3, 25. F0 thì ra âm 0,5. 0,25. Như vậy F0 là lớn nhất. Rồi tới F trừ 1, rồi tới F trừ 2. Vậy đây, đáp án này. F trừ 2 là nhỏ hơn F trừ 1 và nhỏ hơn F0. Con chó. Em vẽ tam giác vuông nhanh. Tam giác vuông ABC có góc C 45. Vậy tam giác vuông cân rồi. Vẽ phân giác AD trên tỉ đối của AD, lấy M sao cho AM bằng BC. Trên tỉ đối của TCA, lấy N sao cho CN bằng AC. Tam giác BMN. Rồi thì vẽ hình cho các em dễ hình dung. Tam giác vuông mà có góc 45 thì em nhớ đó là tam giác vuông cân ha. Đã tạo thành phản xạ toán học luôn đi. Tam giác vuông cân nè. Đó. Rồi vẽ phân giác AD thì nó sẽ chẻ đôi ra. Rồi trên tỉ đối của tia AD là trên này nè. Em lấy cho thầy điểm M sẽ cho AM bằng BC. Ở trên tỉ đối của TCA, em lấy điểm N sẽ cho CN bằng AC. Thầy đặt tên lại nha. Đây là A, B, C, rồi đây là D. Trên tỉ đối của tia AD lấy điểm M. Trên tỉ đối CA lấy N. Sao cho AM thì bằng BC. Rồi
CN bằng AC. Ok. Tam giác BMN là tam giác gì? Em nối tam giác BMN lại. Hình như là tam giác vuông cân. Hình như là vuông cân. Bây giờ ta có thể chứng minh. Các em nhìn cái tam giác này nè. Tam giác. Rồi các bạn dừng bút nhìn cái tam giác MAB. Đó, tam giác này. Với lại tam giác CNB. Thầy giảng nhanh thôi nha. Suy ngẫm lời thầy nói. AM á thì nó bằng BC để cho. AB á thì nó bằng AC bởi vì tam giác vuông cân mà. Mà AC lại bằng CN, như vậy hai này bằng nhau. Vậy cạnh bằng cạnh, cạnh bằng cạnh rồi đó. Rồi các em coi cái góc A màu đỏ này nè. Cái góc A màu đỏ này nè. Nó cũng sẽ bằng góc C này. Vì sao vậy? Vì sao vậy các em biết không? Bởi vì cái góc chỗ này là bằng 45, phân giác mà. 45 thì kề bù là bằng 135. Góc C bằng 45 thì kề bù cũng bằng 135. Vậy hai tam giác này bằng nhau nhé. Tam giác này bằng nhau thì BM sẽ bằng BN. Đó. Đồng thời cái góc này, cái góc B con này nè, đó sẽ bằng cái góc B con này luôn. Hai góc tương ứng. Hai góc tương ứng thôi các em. Rồi các bạn thấy tiếp là góc này cộng góc này. Như vậy là ít nhất là tam giác BM với lại BN là các em thấy là tam giác giác cân rồi đó. Vậy giờ mình chỉ còn băn khoăn là hai đáp án này thôi. Cân tại B hay là vuông cân tại B thôi. Đó. Thì giờ các em thấy tiếp nè. Hai góc này bằng nhau thì mình sẽ chứng minh được. Cái góc B lớn này sẽ bằng 90 độ. Đó. À xin lỗi các em nha. Cái góc B này nè. Nó không có bằng cái góc B này đâu. Lộn thầy lộn góc tương ứng rồi. Rồi thầy xin lỗi các em là cái góc B này nè. Nó không có bằng cái góc B kia. Lộn rồi. Góc N này nó mới bằng góc B này các em nhé. Đây. B này sẽ bằng góc N này. Mà cái góc, cái góc ABN nè. Góc ABN cộng cho cái góc N con này á thì bằng 90. Mà góc N con này lại bằng góc B con này. Như vậy là hai góc này cộng lại sẽ bằng 90. Vậy tam giác này vuông cân tại B các em nhé. Con mèo. Cái bài này thầy giải ở nick số 1 rồi. Các em trở lại coi. Đáp án sẽ bằng 50 ha. Rồi tiếp tục cho tam giác ABC. Vuông tại B. Có AC bằng 2AB. AC vuông tại B nè. Có AC bằng 2AB. Vậy là nửa tam giác đều em. Vẽ ra thấy nửa tam giác đều liền. Vậy góc A cộng góc C sẽ bằng, ủa hỏi là ai vậy? Vuông tại B thì tổng góc A góc C sẽ bằng 90 thôi, đâu cần cái giả thiết kia đâu. Đại lượng tỷ lệ thuận x1 bằng 6, x2 bằng -9. Rồi như vậy là theo đại lượng tỷ lệ thì các em có là y1 trên x1 sẽ bằng y2 trên x2. V72 coi lại. Như vậy là lấy tử trừ nhau là bằng 10. Ở dưới là 6 trừ cho -9 là thành 15. Là thành 2/3. X1 thì bằng 6. X2 thì bằng -9. Người ta bắt tính Y1 cộng Y2. Thì các em sẽ thấy là nó sẽ bằng Y1 cộng Y2 phần -3. Vậy là lấy -3 nhân 2 chia 3 là bằng -2 các em. Con gà.
giá trị lớn nhất sẽ bằng 9 thôi. Cái này học V72 nhiều rồi. Con rồng. Bây giờ góc A cộng góc B cộng góc C là bằng 180 nè. Như vậy là góc A cộng góc B lại thành góc C. Như vậy là góc C cộng góc C là bằng 180 độ. Như vậy góc C sẽ bằng 90. Góc C bằng 90. Rồi góc A cộng góc B sẽ bằng 90. Thì cộng lại mới bằng 180 được. Trong đó góc B chiếm 3 phần. Xin lỗi, chiếm 2 phần. Còn góc A chiếm 3 phần. Góc A phần 3 sẽ bằng góc B phần 2. Như vậy là tổng góc A và góc B sẽ là 5 phần, 90 độ. Vậy mỗi phần sẽ là 90 chia 5. Vậy là 18. Trong đó góc A chiếm 3 phần. Các em lấy 18 nhân cho 3 thì bằng 54 ha. 54 độ. Câu cuối cùng. Con dê. Cái này ta làm ở nick số 1 rồi các em nhé. Đáp án bao nhiêu thầy không nhớ nữa. Tóm lại là B sẽ bằng trừ 0,5 nhân A. Tức là B phần trừ 0,5 là bằng A phần 1. Vậy là B cộng A là bằng 4. 4 phần 0,5 thì bằng 8. Vậy A sẽ bằng 8. Còn B sẽ bằng trừ 4. Lúc đó các em lấy 8 mũ 3. 8 mũ 3 cộng cho trừ 4 mũ 3. Đáp án là 448. Làm lại cho chắc đi. B thay vào chữ Y bằng trừ 0,5 nhân X là nhân A. Vậy B phần trừ 0,5 sẽ bằng A phần 1. Vậy là bằng B cộng A là bằng 4 phần 0,5. 4 chia 0,5 là bằng 8 đó. Như vậy A phần 1 bằng 8, vậy A sẽ bằng 8. Còn B là bằng 8 nhân cho trừ 0,5 là bằng trừ 4. Rồi các em lấy 8 mũ 3 cộng cho trừ 4 mũ 3 thì bằng 448. Rồi đáp án đúng rồi các em. Bây giờ còn một xíu thời gian, thầy nói lại cái bài này một chút nghe. Sau khi chứng minh hai tam giác này bằng nhau thì thầy suy ra BM sẽ bằng BN. Vậy tam giác BMN là cân ở B rồi đó. Rồi tại sao vuông ha? Tại sao vuông? Thì thầy nói cho nghe nè. Góc B này nè. Góc B này sẽ bằng góc N này. Đó, góc B này sẽ bằng góc N này. Đây. Mà góc N này cộng cho cái góc B này. Thì lại bằng 90 độ. Đây N này cộng góc ABN bằng 90 độ do trên này vuông nè các em. Do trên này vuông nè. Trên này vuông ha. Góc này cộng này bằng 90 độ. Mà góc trên này lại bằng góc dưới này. Vậy là hai góc này cộng lại cũng bằng 90 độ thôi. Rồi ta qua cái này. Chu vi của hai hình chữ nhật tỷ lệ với 3 và 4. Tổng chu vi của hai hình chữ nhật là bằng 4, 9. Cái gì lung tung đó. Chu vi hình chữ nhật thứ nhất thì gọi là A đi. Chu vi hình chữ nhật thứ hai thì gọi là B đi. Thì A là 3 phần, B là 4 phần. Mà tổng hai chu vi á, thì lại bằng 49. Vậy là 49 phần 7. 49 chia 7 thì được 7. Như vậy chu vi hình chữ nhật thứ hai sẽ là B phần 4 bằng 7. Vậy là B sẽ bằng 4728. Trời đất. Làm rối đi. Người ta đưa chu vi vô làm rối mình. Rồi tìm số A dương. Các em nhân chéo lên cho thầy. Các em sẽ có là A nhân cho A trừ 1 là bằng 15 nhân 28 là bằng 420. Rồi dùng chức năng tìm A mà thầy đã dạy ở V71. Ta tìm nhanh ha. A nhân A trừ 1 bằng 420.
A sẽ bằng em thử lại đi. 21 nhân 20 đúng bằng 420 luôn. Rồi tiếp tục. Bài này thầy giải ở nít trước rồi, nhưng mà không nhớ đáp án. Giải lại. 3 trừ 16 trên 4A bằng 13 phần 20. Như vậy là 3 trừ 16 nhân cho 20 chia 13 bằng trừ 20. Vậy A sẽ bằng trừ 5. Nhớ đáp án rồi. Rồi, bài này cũng giải nít trước rồi, nhưng mà không nhớ nổi đáp án đây. Đáp án hình như là chịu á, không nhớ nổi. Không nhớ nổi kìa. Thôi làm lại. Như vậy là các em trở lại nít 1 coi thầy giải kỹ càng nha. Còn ở đây thầy làm nháp, thầy giải nhanh thôi. X phần 4 phần 3 sẽ bằng Y phần 2 bằng Z phần 5 phần 3. Lấy Y trừ Z là bằng 15. Còn 2 trừ 5 phần 3, 2 trừ 5 trên 3 là bằng 1 phần 3. Như vậy là bằng 45. Bây giờ X cộng Y cộng Z thì thầy lấy là 4 phần 3 cộng 2 cộng 5 phần 3. Rồi được bao nhiêu thầy nhân cho 45? 225 kìa. Các em quay lại nít số 1 coi cái cách giải đầy đủ ha. Rồi cái này ở nít số 1 thầy cũng giải rồi. X cộng Z thì sẽ bằng âm 17 phần 3 cộng 2005. Vậy nó bằng 5998 phần 3. 5998 phần 3. Rồi vẽ hình nhanh đi. Cho góc bẹt XOY. Góc bẹt có tia phân giác OT, như vậy là hai góc vuông rồi. Trên tia OT lấy A và B. A nằm giữa O và B. Trên tia OX lấy C. Sao cho OC bằng OB. Trên tia OA lấy D. Sao cho OD bằng OA. Gọi Y là giao điểm của CA với lại BD. Góc AIB sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 90 độ vậy. Giờ thầy giải thích luôn tại sao bằng 90 độ ha. Chứ không có làm rùa. Cho góc bẹt. Đó. Vẽ thì phân giác. Rồi. Trên này lấy đại hai điểm bằng nhau. Này lấy đại hai điểm bằng nhau. Đặt tên này. O. AB, A nằm giữa. B. OC bằng OB. C. OD bằng OA. Rồi kem nối C với A lại. Nó sẽ cắt B và D tại Y. Đó, chỗ này là Y nè. Tính góc AIB, góc đó sẽ bằng 90 độ đó. Kim có biết tại sao bằng 90 độ không? Giờ muốn biết tại sao bằng 90 độ không? Giờ ta chứng minh nhanh nha. Đây là đáp án là 90 rồi đó. Cũng đơn giản thôi các em. Tam giác B, OD. Các em sẽ chứng minh được nó bằng tam giác A, O,
C. Đó, hai tam giác này bằng nhau. Thầy đổi cái màu này cho dễ thấy. Đó, hai tam giác này bằng nhau ha. Như vậy là gì? Như vậy là cái góc B này nè. Góc B này sẽ bằng góc C này. Hai góc tương ứng thôi. À mà tại sao hai tam giác vàng và xanh bằng nhau thì các em coi OD bằng OA, OC bằng OB, hai tam giác bằng nhau cạnh cạnh góc cạnh thôi, hai góc này 90 độ nữa. Rồi giờ các em chú ý tiếp vào cái góc này nè, góc A này nè. Góc A này sẽ bằng cái góc A trên này. Đây. Hai góc đối đỉnh đó mà. Đó, đúng rồi. Hai góc đối đỉnh này bằng nhau. Không. Rồi góc B trên này bằng góc C dưới này. Mà hai góc này cộng lại bằng 90 độ bởi vì chỗ này vuông nè. Chỗ này vuông. Chỗ này vuông em nhé. Đây vuông. Ở đây nó ký hiệu không có phải góc vuông. Xóa đi. Đây vuông thì góc này cộng góc này bằng 90 độ. Mà góc này bằng góc này đối đỉnh. Còn góc này bằng góc này hai tam giác bằng nhau. Vậy hai góc trên này cộng lại cũng bằng 90. Xét tam giác ABI góc A cộng góc B 90 thì góc Y sẽ bằng 90 chứ làm sao. Câu tiếp theo. Ui cha, toàn câu khó không vậy nè. Cho góc XOI, XOI. Vẽ hình kem. Trên OI lấy M bất kỳ. Từ M kẻ MN vuông góc với OX. Từ N kẻ NP vuông góc với OI. P thủ OI luôn. Từ P kẻ PQ vuông góc với OX. PQ vuông góc với OX. Q thủ OX. Từ Q kẻ QE. Trời ơi sao rối vậy. QE vuông góc với lại OI. QE vuông góc với OI. Cho góc OQE. OQE bằng 40. Tính góc PNM. 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 Đây 40 thì đây 40. À 50 chứ. 50. Hai góc đồng vị. Cộng lại 90 độ thì là bằng 50 ấy. Các em vẽ lại hình một lần nữa nha. Cho góc XOI nè. Rồi lấy M, tùy ý trên OI, từ M kẻ M, N vuông góc với OX, rồi kẻ N, P vuông góc OI, rồi kẻ PQ vuông góc với OX, rồi kẻ QE vuông góc với OI, góc OQE bằng 40, thì góc ONP cũng bằng 40, đồng vị các em. ONP 40 thì PNM sẽ bằng 50, hai góc cộng lại bằng 90. Vẽ hình ra sẽ thấy. Tiếp tục. Góc A 65 thì góc P cộng góc C sẽ bằng 180 trừ 65 là bằng 115. Mà góc B là 3 phần. Góc C là 2 phần, tự giải quyết em nhé. Vậy là tổng số phần là 115. Tổng số phần là 5 phần, 115 chia 5. Vậy mỗi phần là 23 độ. Trong đó góc B chiếm 3 phần. Như vậy là 69. Góc B sẽ bằng 69 độ. Cái bài này thầy giải ở nít trước rồi. Các em dở nó trước ra coi ha. Là bằng 25. Cạnh lớn nhất bằng 25. Quay lại nó trước coi. Thầy giảng rất kỹ. Bài này hình như cũng giải ở nó trước rồi. Để coi có đúng không. Tam giác có góc A bằng 60 độ ABC. Ờ à, đúng chính xác. Ở nó trước thầy giải rồi các em. Như vậy là ta có cái tam giác AEF là cân. Em quay lại nút trước coi nha. Tam giác AEF cân mà góc EAF là bằng 120. Như vậy là góc AEF
đáy sẽ bằng 108 trừ 102 là 60, chia đôi là ra 30. Thầy thừa thời gian thầy giảng lại cái nick chỗ này xíu các em nè. Cái chỗ này chắc các em hiểu rồi chứ hả? Khỏi giảng hả? Thầy giảng cái bài We Air gì đó xíu. Cái hình nó ở đây. Đây, cái hình nó ở đây. Cái bài mà ra 50 độ á. Cho góc XOY nè. Đó. Đây là X. Đây là Y. Đây là O. Rồi lấy một điểm M trên này. Kẻ MN vuông góc. Kẻ MN vuông góc tới đây. Và từ đây là kẻ vuông góc xuống đây. Và từ đây là kẻ vuông góc lên đây. Và từ đây là kẻ vuông góc xuống đây. Đó. Liên tục vậy đó. Chỗ này là gì? M. Chỗ này là N. Đúng rồi. Chỗ này là P. Chỗ này là Q. Chỗ này là E. Người ta bắt mình, người ta cho cái góc là OE 40 độ. Góc này 40 độ này. Đây các em. Người ta bảo mình tính cái góc PNM. PNM là góc này. Đó, đúng rồi. Dễ thôi. Góc dưới bằng 40 thì góc trên này cũng bằng 40. Đồng vị mà. Hai này song song này, bởi vì cùng vuông góc với OE. Rồi góc này 40 độ thì góc bên cạnh phải bằng 50. Bởi vì chỗ này vuông mà. Rồi các em đăng ký ngay khóa học V73 nha. Đăng ký trước, đăng ký sau gì cũng được. Kiểu gì thầy cũng sẽ gửi bài cho các em vào đúng cái ngày này ha. Rồi, hẹn gặp lại các em ở nick số 3.